một mã mới dành cho các chị mình chuẩn bị làm xui đi tiệc cưới đi sự kiện đây ạ. Mẫu này mã là D20101. Em đang lên cho các chị mình là màu tím cà nha. Chị nào mình thích những cái tông màu nhẹ nhàng á thì mình đừng bỏ lỡ cái gam màu này ha. Rất là sang và nhìn trẻ trung lắm các chị ơi. Bộ này thì em sẽ lên cho mình hai tà nè. Bên trong thì sẽ là chân váy hai lớp luôn các chị, mặc thoải mái giùm em. Chị nào mà hơi ngại là mình có bụng hoặc là các chị hơi tròn á thì cũng có thể là mặc cái dáng váy như thế này ha, che khuyết điểm rất là tốt luôn. Bộ này thì em sẽ có đầy đủ cho mình là 4 tông màu. Chị nào mà mình chưa biết size thì mình chỉ cần để lại chiều cao, cân nặng và số đo vòng eo để bên em tư vấn size cho mình ha. Đó, các chị nhìn cận cái phần họa tiết cho em nè. Ôi nó rất là đẹp luôn, toàn bộ là kết thủ công bằng tay hết cho em nhé. Tay áo là tay vải và dáng tay lỡ. Chị nào thích mặc kính cái phần tay á, che bắp tay tốt thì các chị có thể lấy mẫu này. Và mình chỉ cần để lại số điện thoại kèm mã là 101 ở bên dưới, bên em sẽ tư vấn kỹ hơn cho các chị nhé.